Chương trình này được bảo trợ bởi công ty điện lực V247 Power, công ty điện đầu tiên của người Việt Nam với hóa đơn tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tiết kiệm tiền điện, xin hãy gọi đến công ty điện lực V247 Power 1-855-990-9000, 1-855-990-9000 hoặc v247power.com. Synchronic cung cấp các nhà máy karaoke chuyên nghiệp, giá rẻ nhất Hoa Kỳ, uy tín chất lượng. 714-450-6666, synchronic.com. Là quà tặng cho Đức Giáo Hoàng và cựu Tổng thống Pháp, KGC số 1 về nhân sâm thế giới. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình của Việt Radio TV và đây là chương trình Chào Bình Minh đầu tiên của năm Canh Tý với anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Quang Trương. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị khắp nơi và nhân cái ngày đầu tiên, ngày mùng 3 Tết Canh Tý. Xin được kính chúc cho quý vị một năm mới được tràn đầy sức khỏe và niềm vui và hạnh phúc. Xin chào anh Phạm Cơ và anh Vũ Kiểm. Dạ vâng, Phạm Cơ chào anh Vũ Kiểm, anh Quang Trương và xin chào quý vị khán thính giả của Chào Bình Minh. Chúc mừng năm mới, kính chào quý khán giả, kính chúc quý vị và gia quyến một năm mới vạn sự như ý. Anh Vũ Kiệm đọc chữ năm mới không có giống như người Mỹ đọc lúc nào hết. Là sao? Người Mỹ phải là chúc mừng năm mới. Không, cũng... Mình là Đài Việt, anh. Việt TV, Việt Radio, chúc mừng năm mới. Anh không, có cái giọng. Tại vì anh cố tình đọc cho ra Mỹ mà không giống Mỹ tôi mới nghe. Chứ còn nếu mà anh nói như vậy thương quá. Rồi, có nụ cười đầu ngày mùng 3 Tết rồi anh cơ. Có lẽ là anh Vũ Kiểm bị nghe những cái lời chúc mừng năm mới của mấy ông dân biểu ở Cali, phải không anh? Đúng như vậy. Đọc nó hơi bị lơ lớ. Vâng thưa quý vị, nay là ngày đầu tiên chương trình Chào Bình Minh của năm Canh Tý. Và không biết là anh Phạm Cơ với anh Vũ Kiểm có muốn Quang Trương chúc Tết để lì xì luôn hay là chờ một chút nữa để mình tính luôn? Thưa anh đừng nhắc cái chữ khó khăn đối với những người lớn tuổi. Đâu có lì xì qua ống kính được phải anh cơ? Lì xì miệng thì dễ quá cơ, tôi không dám làm. Thôi vậy để lát xong chương trình này rồi mình tính luôn ha. Dạ. Và thưa quý vị, thôi để bước vô chương trình tin tức như thường lệ thì chúng tôi sẽ tóm lược qua những cái bản tin lớn mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Sau đó thì chúng tôi sẽ đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu thì thưa quý vị, một bản tin cho biết là ba cái hỏa tiễn đã tấn công vào trong tòa đại sứ của Hoa Kỳ ở tại bên Iraq. Một cái hỏa tiễn đã trúng vào cái nhà ăn ở trong cái tòa đại sứ này và hai cái quả bom còn lại thì rơi gần đó khiến cho một người bị thương vào ngày hôm qua, nhưng mà chưa biết tình trạng người này thế nào. Trong khi đó thì chính quyền của Trung Hoa đã cho tăng thêm cái ngày nghỉ Tết thêm một tuần nữa để mà tránh trường hợp người dân trở lại để mà làm việc, đó sẽ khiến cho vấn đề mà control, tức là ngăn chặn cái bệnh coronavirus, tại vì cái mức độ gia tăng rất là khủng khiếp, 81 người chết và con số người mắc bệnh đã lên đến hơn 2.700 người. Và ngoài ra thì Trung Hoa cũng cấm luôn các cái cuộc du lịch đi ra ngoài khỏi lãnh thổ của Trung Hoa. Trong khi đó bên Hồng Kông thì dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình và ném những cái bom lửa, bom xăng đó vào một cái tòa nhà. Tại đây thì chính phủ của Hồng Kông đang dự tính là dành cái nơi này để mà chữa trị, để mà cô lập những người mà bị nhiễm cái căn bệnh coronavirus này. Và được biết tại Hồng Kông thì có ít nhất là 6 người đã bị nhiễm cái căn bệnh này. Chứng khoán cũng đã bị sa sút sau khi bệnh viện cái bệnh viêm phổi Vũ Hán đã tràn lan rất là nhanh ở tại Vũ Hán của Trung Hoa và một số quốc gia trên thế giới. Một cái trận động đất xảy ra vào cuối tuần vừa qua, 6.7 độ Richter tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến cho ít nhất 36 người chết và 1.607 người phải nhập viện.
Được biết, thưa quý vị, nước Anh đang chuẩn bị để có thể chuyển tiếp và tách ra khỏi Liên Âu, cho nên là bây giờ tin cho biết là cái vấn đề chiến tranh mùa dịch đang bắt đầu xảy ra giữa châu Âu và nước Anh. Cái vấn đề mà trước phế, luận tội trước phế Tổng thống Trump thì đảng Dân Chủ đã làm xong cái phần sự của mình, tức là đưa ra những lời tố cáo, thì giờ đây Tòa Bạch Cung sẽ có cái vấn đề biện hộ trong cái vụ mà impeachment này. Tổng thống Trump sáng mai sẽ công bố cái lộ trình hòa bình tại Trung Đông với lãnh đạo của Israel. Chính phủ Ý đã bị yếu thêm sau khi mà đảng Firestar đã bị thất bại trong cuộc bầu cử ở địa phương. Các công ty kiện chính phủ vì đã bắt đóng lệ phí cho chương trình Visa X1B quá cao. Phi cơ Airbus A320neo có động cơ loại Pratt and Whitney cũng đang gặp trục trặc về kỹ thuật. Phi cơ của Iran đã trượt khỏi phi đạo khi mà hạ cánh tại một phi trường Mashhad vào sáng ngày hôm nay, tuy nhiên không có ai bị thương tích. Điều tra tai nạn của chiếc phi cơ trực thăng đã bị rơi khiến cho ngôi sao bóng rổ của Hoa Kỳ, đó là anh Kobe Bryant cùng con gái, đã bị tử nạn vào ngày hôm qua. Phi cơ 777X hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên và còn nhiều thử nghiệm khác trước khi đưa vào thị trường vào năm 2021, và đây được xem là chiếc phi cơ dân sự chở khách lớn nhất. Công ty không gian SpaceX sắp sửa đưa người lên không gian bằng Crew Dragon Spaceship. Công ty đó thì SpaceX cũng phóng thêm 60 vệ tinh hôm nay cho chương trình Internet bằng vệ tinh. Sau 6 năm biến mất, thì người cô của lãnh đạo của Bắc Hàn Kim Jong-un đã xuất hiện trở lại tại Bình Nhưỡng. Trong khi đó tại Việt Nam cũng tin cho biết là tại Khánh Hòa thì đã cách ly ít nhất là 8 người bị nghi ngờ là nhiễm bệnh coronavirus. Trong khi đó thì chỉ trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Canh Tý mà thôi, ít nhất 102 người đã bị chết vì tai nạn giao thông, thưa quý vị. Và đó là tất cả những bản tin trong ngày hôm nay. Bây giờ bước vào phần tin chi tiết, đó là liên quan đến cái vụ mà hỏa tiễn đã bắn vào trong một cái tòa đại sứ của Mỹ ở tại bên Baghdad của Iraq. Một trái hỏa tiễn đã trúng ngay trong cái phòng ăn, tức là cái cafeteria ở tại đây. Hai cái trái hỏa tiễn khác bị rơi gần đó. Tuy nhiên thì chỉ có một người bị thương mà thôi. Hiện bây giờ thì chưa có ai đứng ra để nhận cái trách nhiệm cho cái vụ bắn hỏa tiễn này. Tuy nhiên thì tin cho biết là kể từ sau khi Hoa Kỳ đã giết chết ông tướng của Iran, đó là ông Soleimani, và một vị tướng khác của Iraq, thì người dân tại đây đã biểu tình và chống đối Hoa Kỳ rất là nhiều. Thành ra là có những cái vụ mà bắn trả đũa với nhau. Thành ra là Iraq cũng đã bị lôi kéo theo trong cái vụ trả đũa giữa Hoa Kỳ và Iran. Anh Vũ Kiếm. Trước hết thì cảm ơn anh Phạm Cơ, mùng 3 Tết trong chương trình thời sự chọn cái tin đầu tiên không có chết chóc, chỉ có bị thương thôi. Ok, không muốn nói chuyện chết chóc trong ngày tư ngày Tết. Thì tiếp lời anh Quang Trương một số những cái chi tiết phụ. Thì như anh Trương vừa mới nói, chưa có cái nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm. Và đồng thời thì giới phân tích quân sự cho rằng cái vụ pháo kích mới nhất này nhắm vào, trực chỉ vào tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại thủ đô Baghdad. Nó là một cái sự leo thang có thể là nguy hiểm trong những ngày kế tiếp. Về cái số người bị thương đó, thì các hãng thông tấn đều ghi nhận chỉ có một người, ít nhất hiện nay là một người bị thương, nhưng không rõ cái tình trạng bị thương ra sao và liệu người này có phải là công dân Hoa Kỳ hay không, nhưng mà là nhân viên của tòa đại sứ. Về phía tòa đại sứ Mỹ chưa có cho thêm chi tiết cụ thể về cái vụ pháo kích vừa rồi. Riêng cái lời phản đối của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra vào chiều tối Chủ nhật hôm qua, chính thức yêu cầu chính quyền của Iraq phải làm tròn bổn phận để bảo vệ các nhân viên ngoại giao, không riêng gì của Hoa Kỳ và của các quốc gia khác. Dạ, anh Cơ. Dạ vâng. Thưa quý vị, thứ nhất là cái người bị thương đó không phải là, không biết rõ là người Hoa Kỳ hay là người Iraq mà phục vụ trong cái cơ sở của Hoa Kỳ. Và điều thứ hai là liệu rằng Hoa Kỳ có trả đũa hay không nếu như người đó là người Hoa Kỳ. Thì cái bản tin không có nói rõ và là cũng còn sớm. Gần đây thì đã có những cái tin lôi thôi về cái vấn đề mà lôi thôi giữa người Iran và người Hoa Kỳ. Khi mà Iran tấn công Hoa Kỳ bằng một loạt hỏa tiễn và ông Trump loan báo rằng không có một binh sĩ Hoa Kỳ nào bị thương. Nhưng mà vài ngày sau đó thì phía
những cái nguồn tin bà thường hay chống ông Trump thì có đưa ra bản tin nói rằng là Bộ Quốc phòng Mỹ có nói rằng có một số nhân viên của Hoa Kỳ bị chấn thương sọ não. Họ dùng cái chữ rất là ghê gớm, bị thương, chấn thương ở trên đầu. Nhưng mà cái chuyện chấn thương trên đầu đó như thế nào thì người ta vẫn không có tin chi tiết về cái vụ này. Tuy nhiên những báo chí chống ông Trump thì họ làm rầm lên, họ nói ra ông Trump nói sai, bởi vì ông Trump nói không có ai bị thương mà sao bây giờ có bị thương. Thì đó là cái chuyện người ta khi nào làm tin thì họ cũng là tùy theo cái cảm tình của họ, thì họ có thể loan tin bằng cách này hay cách khác. Thì chúng tôi cũng loan những cái tin như vậy để cho thấy rõ rằng là cái chuyện nó như xảy ra như vậy mà thôi, và cũng không có ý kiến gì về cái việc này. Thì nói chung tình hình ở tại Iraq lúc bây giờ đây vẫn đang còn yên tĩnh, bởi vì những cái đám người biểu tình mà đa số là sinh viên thanh niên đó, thanh thiếu niên, thì đã được ông Đào Sát là một người cũng rất là có uy tín ở bên Iraq, ông yêu cầu giải tán. Vì hiện nay thì những cái người mà thuộc về vào cái khối Sunni, họ đang chống lại chính quyền Iraq là thuộc khối Shia. Họ cho rằng chính quyền này đang lợi dụng cái tôn giáo để mà thụ lợi, thành ra họ muốn bầu cử lại, thay đổi chính quyền và thay đổi cái hệ thống chia ra. Ví dụ như thủ tướng phải là người Shia, tổng thống là người Cơ, rồi chủ tịch quốc hội phải là người Sunni, vân vân. Thì họ cho rằng mấy cái chuyện đó là lôi thôi và chia quyền lợi, thành ra họ muốn cải tổ lại cái hệ thống hành chính của Iraq. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp, bản tin này thì không tránh được cái vấn đề chết chóc, anh Vũ Kiểm ơi. Tại vì số người chết đã tăng lên quá cao rồi, 81 người đã bị chết, trên 2.700 người đã bị nhiễm cái bệnh corona virus này ở tại Vũ Hán và một số quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ và cả Việt Nam. Thì ngày hôm nay tin cập nhật thêm cho biết là Trung Quốc đã ra lệnh là cho phép những người mà đang được đi nghỉ về quê ăn Tết thì có thể kéo dài thêm vài ngày nữa, thường thường là hết hạn vào ngày 30 tháng Giêng, nhưng mà đây sẽ kéo sang ngày mùng 2 tháng 2 luôn, để tránh trường hợp qua lại sẽ khiến cho cái bệnh này nó càng lây lan thêm. Ngoài ra có nhiều thông tin khác nữa, chẳng hạn như là một cái hãng xe hơi ở Pháp, của Pháp đó, ở tại bên Vũ Hán cũng đã đóng cửa và đưa nhân viên của họ đi. Rồi hàng ngàn người bệnh nhân chen chúc nhau trong những cái bệnh viện ở tại Vũ Hán, khiến cho cái vấn đề mà quá tải đó, nó đã khiến cho cái tình trạng càng trở thêm rất là lo sợ. Ngoài ra thì dĩ nhiên là chính quyền của mọi quốc gia xung quanh và kể cả Hoa Kỳ cũng đang ra sức để mà tìm cách ngăn chặn cái bệnh này, để tránh trường hợp nó có thể lây lan vô cái người dân của các quốc gia đó, anh Vũ Kiểm. Dạ vâng, thì đó là những cái biện pháp bắt buộc và cần thiết để ngăn chặn cái đà mà nó có thể lây lan. Tại vì bây giờ rõ là nó đã vượt ra ngoài biên giới của Trung Hoa. Vẫn là tin vui bởi vì ở Hoa Kỳ chưa có người thiệt mạng vì coronavirus. Đúng rồi. Và cũng có một số những cái chương trình hài của Mỹ, họ cũng dí dỏm, họ đề nghị nếu chúng ta có thể gửi thỉnh nguyện thư yêu cầu chính quyền Trung Hoa hoặc là Tổ chức Y tế Thế giới đổi tên, thay vì coronavirus thành ra là công phu virus. Đó là cái khía cạnh hài. Sự thật là như vậy. Cái khó hiểu ở đây là Tổ chức Y tế Thế giới trong 2 ngày họp từ tuần trước, phiên họp bắt đầu từ thứ Tư, kết thúc hôm thứ Năm, không đưa ra tuyên bố là đại dịch. Cho nên bây giờ cái mức độ càng ngày càng lan, số người bị thiệt mạng càng tăng, hình như mỗi ngày. Tại Hoa Kỳ đó thì chỉ cho tới nay tổng cộng CDC xác nhận là có 5 người bị. Còn một trường hợp khác là sinh viên đại học Texas A&M là bị nghi là nhiễm thôi. Và bây giờ những cái biện pháp để mà coi như là kiểm tra đó ở tại phi trường George Bush cũng đã bắt đầu áp dụng. Thưa anh Cơ. Dạ vâng. Thứ nhất là chúng tôi xin tóm tắt là cái chỗ này nó rất là dễ. Ngày 9 tháng Giêng thì là cái đại dịch này bắt đầu với một người ở ngay tại Vũ Hán, một người chết. Đến ngày 10 tháng Giêng thì con số này lên tới con số 10 người chết. Ngày 10 tháng Giêng là một người chết. Tới ngày 13 tháng Giêng thì con số này nó có tăng lên. Rồi tới cái ngày mà 26 tháng Giêng thì 2.800 người bị mắc bệnh, 27 tháng Giêng là 2.000
744. Nói chung thì là cái tình hình con số đó mỗi ngày một gia tăng một cách rất là nhanh, nhất là trong mấy cái ngày cuối tuần này. Nói chung thì tình hình biến chuyển rất là lè, và cái người Trung Hoa họ rất là sợ hãi chuyện này, bằng cỡ là ông Tập Cận Bình đã đưa ra một lời tuyên bố nói là tình hình rất là trầm trọng, và ông Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng đã đến viếng Vũ Hán để xem được tình hình tại nơi đây ra thế nào. Nhiều người cho rằng là ở nơi đây có một cái phòng thí nghiệm về sinh học của quân đội, tức là cái nơi mà có thể thí nghiệm vũ khí vi trùng, và người ta nghĩ rằng là có thể là do cái vũ khí vi trùng trong phòng thí nghiệm đó nó bị leak ra ngoài, thành ra người ta mới lây bệnh như vậy. Thì hiện giờ 15 thành phố của nước Trung Hoa, trong đó đa số là ở trong Hồ Bắc, tức là cái nơi mà có thành phố Vũ Hán, thì đều bị cấm đi lại, cấm liên lạc, cấm đi ra ngoài thành phố, cũng như rằng là cấm đi ra ngoài xung quanh khu vực này. Vì vậy cho nên cái vụ này là phải 60 triệu người coi như là bị cô lập. Và hiện nay thì người Trung Hoa, chính phủ Trung Hoa chính thức ra lệnh là các công ty lữ hành và tốc hành cũng như là du lịch không được bán vé du lịch ra ngoài Trung Hoa nữa, tức là không cho phép đi ra ngoài Trung Hoa. Nhưng mà nếu mình đi, mình là người Trung Hoa mà đi cá nhân, có thể mua vé đi được, nhưng mà về vấn đề du lịch đó, thì mua vé tập thể group thì không có được phép nữa. Đó là cái lệnh mới nhất đến từ Trung Hoa trong cái vụ này. Thì hãng xe Peugeot họ nói rằng là họ có một cái cơ xưởng lắp ráp ở ngay Vũ Hán, thì họ cũng là tìm cách để mà cho nhân viên của họ đi qua một cái thành phố khác để ẩn náu, họ không muốn ở trong Vũ Hán nữa. Bởi vì nhưng mà đi ra khỏi Vũ Hán ấy, và đi ra xa hơn thì có lẽ tốn kém tiền, thành ra họ vì là họ thấy tình hình nó cũng không đến nỗi nào, cho nên họ chỉ đi ra khỏi khu vực Vũ Hán thôi. Còn phía Paris hay là phía những cái nước khác thì họ cấm những cái người Trung Hoa diễn hành, bởi vì họ sợ rằng người Trung Hoa có thể đi từ Vũ Hán qua rồi đi ra ngoài công cộng rồi làm này nọ cái khác có thể lây bệnh, cho nên họ cấm những cái chỗ mà tụ tập đông người nhân ngày lễ Tết, bởi vì cái đó là cũng là một cái nguồn gốc gây bệnh, cho nên họ không làm cái chuyện này. Hoa Kỳ có 1.000 người ở Vũ Hán, và Hoa Kỳ dự tính đưa 1.000 người đó ra khỏi Vũ Hán, nhưng mà họ không có không tổ chức được, cho nên họ thuê một chuyến bay thôi. Chuyến bay dân sự đến đó để mà đưa những cái người nào cần thiết ra ngoài, thì những người nào cần thì ghi tên, và họ nếu thấy xét được thì họ sẽ cứu xét và họ cho những người đó đi, nhưng mà phải trả tiền mua vé. Thì đó là cái chuyện của Hoa Kỳ. Nước Anh và nước Úc đều dự tính rằng là sẽ đưa phi cơ tới để đưa những người Anh và những người Úc ở trong Vũ Hán đi ra ngoài, đi về quê hoặc là đi ra khỏi cái khu vực này. Thì nói chung tình hình rất là phổ biến, và nhất là ở tại các cái quốc gia trên thế giới thì Hoa Kỳ hiện nay xác nhận là có 5 người, những cái nơi khác thì cũng tương đối rằng là cũng ít thôi, và chưa có cái nghĩa là cái mức mà ở ngoài thì ở ngoài nước Trung Hoa ra thì cũng còn chậm chứ chưa có đến nỗi gì, nhưng mà trong Trung Hoa thì phát triển hết sức nhanh. Trở lại với cái vấn đề mà anh Vũ Kiểm có đưa ra hồi nãy, là cái vấn đề mà bên phía cơ quan y tế thế giới WHO đó đã không có đưa ra kịp thời cái tuyên bố về đại dịch đó. Thì ngày hôm nay bên phía của cơ quan CDC của Hoa Kỳ, tức là cơ quan mà kiểm soát cũng như là ngăn ngừa bệnh dịch của Hoa Kỳ đó, họ lên tiếng và họ trách móc rằng là bên phía của Trung Hoa và kể cả cái Tổ chức Y tế Thế giới luôn, họ không có đưa ra cái lời tuyên bố kể từ sớm. Theo như giới chức của bên phía của WHO đó, ngày hôm nay thì ông chủ tịch của WHO cũng đã bay sang bên Vũ Hán rồi để tìm hiểu nguyên nhân, nhưng mà bên theo cái lời tuyên bố của văn phòng của ông đó là dường như bên phía của Trung Hoa họ cố tình họ ém nhẹm, họ giấu đi. Là tại vì từ đó tới bây giờ quý vị biết là Trung Hoa lúc nào họ cũng đang muốn tạo một ảnh hưởng rất là lớn trên thế giới và trở thành một cường quốc về bất cứ mọi mặt, về kinh tế, về y tế. Thành ra là đối với là cái đại dịch đó thì họ vì mặt mũi hay là gì đó họ không có đưa ra kể từ ngay bắt đầu. Tại vì họ nói rằng là cái vụ này đã phát giác kể từ nhiều tuần trước rồi, trước khi mà họ tuyên bố cái vấn đề đại dịch. Thành ra là đó cái điều mà bên Trung Hoa đã cố tình ém nhẹm đi, cho nên là cái vấn đề lan truyền nó nhanh và nó nguy hiểm như vậy là do bị trễ hết hai hay là ba tuần lễ. Nếu mà tuyên bố sớm mà kêu bên phía của Hoa Kỳ và WHO đến để hợp tác để đưa ra những cái biện pháp ngăn ngừa thì cái số người chết không có dễ sợ như vậy. Thì đó là cái bản tin mà chúng tôi cập nhật thêm liên quan đến vụ này. Trong khi đó thì bên Hồng Kông thì hàng trăm người đã biểu tình, đã xuống đường tại một cái thành phố và họ đã ném những cái chai bom xăng vào một cái tòa building.
Tòa building này thì đang dự định, chính phủ dự định là sẽ dùng để mà chữa trị, để mà cách ly cô lập những người mà nếu trường hợp bị nhiễm cái bệnh mà corona này đó về với Hồng Kông thì họ sẽ cô lập tại đây. Anh Vũ Kiểm và anh Phạm Cơ sẽ có thêm chi tiết vụ này. Tôi không hiểu tại sao nhóm người biểu tình lại phản đối bằng một cái biện pháp này, trong lúc mà những người nếu là nạn nhân hoặc là đi lánh cái dịch đó, họ cần cái nơi để họ tá túc chứ, anh Cơ. Thưa anh, cái nơi này không phải là nơi lánh dịch. Đây là một cái building, một cái tòa apartment cao tầng, cũng khoảng tới mười mấy, 20 tầng là ít, và đang bỏ không, tức là chưa có người ở, hoặc là mới xây xong, hoặc là họ dự tính gì đó thì mình không biết, nhưng mà cái cao ốc này thì bỏ không. Và vì vậy chính phủ Hồng Kông dự tính rằng nơi đây sẽ là nơi cô lập những cái người mà họ khám phá ra là có bệnh và cần phải là cách ly. Thì họ đem đến nơi này. Thì dĩ nhiên là đó là một quyết định đúng đắn, nhưng mà những cái người mà chống lại là những người ở xung quanh. Tự nhiên bây giờ xung quanh nhà tôi ở dựa cái xung quanh, ở dựa một cái trung tâm mà nó cách ly người bệnh, con vi trùng nó có thể bay bằng đủ mọi cách, chứ không có phải rằng là nó ở trong cái vòng mà khóa của cảnh sát đâu. Thành ra nhất là ở càng cao nữa, rồi những người đó họ khạc nhổ hay là họ ho hay cái gì thì virus nó có thể tự bay nhiên ra đem cái con bệnh tới ngay giữa trung tâm của xóm tôi. Dạ, của xóm tôi. Thành ra những người họ mua đuôi che xăng vào trong đó là những cái người mà dân trong xóm. Tôi nghĩ là họ không hiểu hết được vấn đề, hoặc là họ hiểu theo cái ý của họ thôi, không có đủ cái kiến thức. Chắc chắn nếu anh là một viên chức y tế, anh dùng một cái cơ sở nào đó để anh giữ người bệnh, anh phải có cái biện pháp an toàn y tế công cộng chứ. Tức là nếu mà nguyên tắc là tâm lý người ta vẫn bị lung lay. Nguyên tắc và họ nhân qua chứ nói là tâm lý. Thành ra ai cũng không muốn cái chuyện đó hết. Tự nhiên, tại vì cái nói chung thì Hồng Kông nó rất là hẹp. Thành ra nhà cửa thì sang sát, mà ví dụ như họ đem đi nơi khác thì cái nơi khác họ cũng chống vậy. Nơi nào ở Hồng Kông họ cũng có thể phản đối. Và rõ ràng là sau khi người ta ném chai bom, chai xăng vào trong cái cổng chính và cái phòng tiếp tân đó, thì chính phủ Hồng Kông ra một thông cáo hủy cái quyết định đó. Tức là bây giờ đây không biết họ dời những người mà bị đi về đâu. Nhưng mà hiện tại Hồng Kông thì mới chỉ có mấy người à? 6 người. 2-3 người gì thôi. 6 người. 6 người. Thành ra đó là cái chuyện mới đang xảy ra. Anh tại cập nhật luôn cái vụ mà chứng khoán này trước khi chúng ta bước vào cái phần dạ vâng. Thì nói chung là chứng khoán người ta lo sợ là bởi vì sao? Hồng Kông mà làm như vậy đó, rồi cái việc virus nó như vậy thì đương nhiên chính quyền Trung Hoa sẽ phải mất nhiều tiền bạc để đối phó và kinh tế nó sẽ chậm lại. Do đó thì cái chuyện chứng khoán chậm là điều đương nhiên. Cho nên chứng khoán quốc tế trì trệ trong sáng hôm nay, ngay cả thị trường chứng khoán Hoa Kỳ giờ đây cũng là đỏ rực. Dạ vâng. Bản tin đầu tiên trong phần thứ hai có liên quan đến một cái trận động đất 6.7 độ Richter đã xảy ra tại một cái vùng của Thổ Nhĩ Kỳ vào cách đây vài ngày. 24 tháng Giêng, thưa quý vị, ít nhất 36 người đã bị thiệt mạng và 45 người đã được lôi ra và cứu sống từ những cái đống gạch đổ nát. 1.607 người đã phải nhập bệnh viện và giờ đây thì chính quyền địa phương cũng đang có những cái chương trình, có những cái nỗ lực để có thể đi tìm và cứu những người nếu còn đang bị kẹt dưới những cái đống đổ nát sau cái trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Anh Vũ Kiểm. Chắc chắn là về con số những người thiệt mạng hoặc là bị thương, hoặc là những cái thiệt hại về vật chất nó sẽ gia tăng theo từng giờ hoặc là từng ngày. Đa số những người bị thương với lại bị nặng nhất là ở cái khu vực Elazig. Đây là cái tâm chấn của cái vụ động đất xảy ra. Thưa anh Cơ. Vâng, mời anh. Thưa quý vị, trong khi đó thì nói về cuộc chiến tranh mậu dịch, thì giờ đây thưa quý vị tin cho biết là bởi vì Hoa Kỳ cũng đang chờ cái quyết định của nước Anh. Và để chờ sau khi mà nước Anh ra khỏi Liên Âu được dự định là vào cuối tháng này, thì cái vấn đề mà cái cuộc nói chuyện để mà có thể đàm phán về cái cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và nước Anh cũng như châu Âu đó thì mới được tiếp tục. Thành ra là bây giờ cuộc chiến mậu dịch đang bắt đầu để có thể xoay chuyển qua bên nước Anh cũng như là bên phía châu Âu thay vì đối với lại Trung Hoa. Tí xin nhắc lại về cái bối cảnh của thời gian hồi đầu năm nay đó, thì Phòng Thương mại Hoa Kỳ đã công bố thêm một cái danh sách rất nhiều những cái hàng hóa của Âu Châu trị giá tổng cộng khoảng hơn 10 tỷ sẽ bị đánh thuế nhập nội vào Hoa Kỳ. Cái điểm chính ở đây là cái tranh chấp giữa hai hãng hàng không số 1, số 2 của thế giới Airbus và Boeing của Hoa Kỳ. Rồi từ tháng 12 đó, thì từ tháng 10 đó, thì Washington đã áp thuế 10% đối với lại cái Airbus.
25% với lại những cái hàng nông phẩm của bên Âu Châu. Sau đó tháng 12 thì lại đưa ra một cái sự cân nhắc có thể lên tới 100% đánh thuế lên các sản phẩm của Âu Châu mà chính quyền Trump trước đó đã chính mà Liên hiệp Âu Châu trước đó đã được miễn, trong đó như là rượu vang và rượu cô nhắc, rượu whisky và rượu cô nhắc. Rồi càng ngày càng tăng, và năm 2018 đó thì cái mức thuế 25% đối với lại thép và 10% với lại nhôm của Âu Châu nhập vào Hoa Kỳ cũng bị đánh thuế, thưa anh cơ. À, dạ vâng. À, thì nói chung bây giờ người ta nhắc đến cái chuyện này là chỉ vì ngày 31 tháng 12 tới đây thôi là nước Anh sẽ chính thức ra khỏi Liên Âu và họ sẽ bắt đầu cuộc thương thuyết mậu dịch trong vòng 11 tháng giữa Liên Âu với lại là nước Anh. Thì dĩ nhiên là Hoa Kỳ cũng đã chờ sẵn ở bên này. Hoa Kỳ sẵn sàng ký một cái thỏa ước mậu dịch đối với người Anh ngay sau khi người Anh bắt đầu thương thuyết với Liên Âu. Thành ra đây là một những cái vụ chồng chéo với nhau. Thứ nhất là Hoa Kỳ cũng muốn buộc người Anh là phải chấp nhận là không có xài Huawei, cho nên mậu dịch cũng là một cái con đường mà buộc người Anh phải đi theo. Về vấn đề Huawei chẳng hạn thì đây cũng là một trong những cái vấn đề then chốt. Trong khi đó thì người Anh rất là sẵn sàng để mà thương thuyết với Liên Âu, bởi vì người Anh với Liên Âu trước sau là họ vẫn phải đi theo một cái con đường chung, đó là làm thế nào để được miễn cái thuế quan mậu dịch giữa người Anh và Liên Âu. Thì cái chuyện đó gần như là chắc chắn sẽ xảy ra. Nhưng mà điều có lợi cho người Anh là trước kia khi họ chưa ra khỏi Liên Âu thì họ vẫn được hưởng cái phần thuế quan mậu dịch đương nhiên, và bây giờ họ ra khỏi Liên Âu họ cũng được như vậy, nhưng mà họ được miễn thêm những cái dịch vụ là phải hầu hạ mấy cái nước nghèo ở trong Liên Âu, phải chịu cái quota về cái vấn đề di dân vượt biên, là những cái chuyện họ không muốn, cho nên họ rất là sẵn sàng để mà thương thiện với Liên Âu. Đằng nào Liên Âu cũng để cho họ cái vấn đề thứ nhất là vừa tự do vừa được hưởng thuế quan free, thứ hai là họ lại vừa có quyền ký thương ước với các nước khác, trong đó có Hoa Kỳ chẳng hạn. Thành ra đây là những cái vấn đề then chốt mà người ta nhắc đến. Thì ngày 31 tháng 12 đến đây, nước Anh sẽ chính thức lúc 11 giờ khuya, thì nước Anh chính thức ra khỏi Liên Âu. Thì cái chuyện bên lề thôi, tức là người ta dự trù rằng là họ đề nghị với là ông Boris Johnson là phải để cho cái chuông Big Ben được đánh ít nhất là cũng vài tiếng gì đó để mà biểu hiệu cái thì giờ họ tự do, họ không còn bị ràng buộc với là Liên Âu nữa. Tuy nhiên thì ông Boris Johnson từ chối, bởi vì nếu đánh như vậy vài tiếng chuông thôi mà phải tốn mất tới cả triều Mỹ Kim hay này nọ kia khác, những cái thủ tục họ phải làm đó, thành ra họ không có muốn. Đó là cái chuyện mà bên lề của vụ cái chuông Big Ben mà trong lúc sẽ đổ hay không đổ lúc 11 giờ khuya đó, thì đó là cái chuyện của họ thôi. Nhưng mà đằng nào cũng vậy, ông Boris Johnson thì ông dứt khoát sẽ ra khỏi Liên Âu là điều đầu tiên. Điều thứ hai là cuộc thương thuyết chỉ kéo dài một năm mà thôi, tức là đến ngày 31 tháng 12 năm nay, chứ không có thể kéo dài đến 2-3 năm như là cái đòi hỏi của Liên Âu trước kia mà họ đòi bà Theresa May và bà này đã đồng ý rồi. Thì bây giờ ông Morrison ông dứt khoát và ông đã biểu quyết luôn một cái đạo luật nói rằng là sẽ hạn chế cuộc thương thuyết trong vòng một năm mà thôi. Là Liên Âu rất tức giận chuyện này, nhưng mà họ không có con đường nào khác hơn. Trong cái nghị trình mà Hoa Kỳ đang chuẩn bị để mà có thương thảo với lại bên phía châu Âu đó anh Phạm Cơ, chắc chắn thế nào cũng sẽ có cái vấn đề mà digital tax phải không anh? Tại vì bên Liên Âu, bên Pháp thì bây giờ họ lại muốn đánh thuế lên Hoa Kỳ, thành ra là nếu Hoa Kỳ mà đáp ứng cái nhu cầu của họ thì ít nhất họ phải nới lỏng cái vấn đề này đối với là những công ty lớn của Hoa Kỳ. Thưa anh, Pháp và Hoa Kỳ đã đạt được cái thỏa ước về vấn đề digital tax, tức là họ chấp nhận cái nguyên tắc là vấn đề digital tax họ sẽ không đánh thuế cho đến khi và Hoa Kỳ đồng ý rồi, tức là năm nay chắc chắn là sẽ không còn cái thuế. Và dĩ nhiên thì họ còn thương thuyết nữa, nhưng mà trước mắt thì họ dời cái chuyện mà digital tax đó lại rồi. Thành ra đó là cái bước đầu mà ông Trump đã thắng lợi đối với nước Pháp. Và nước Anh họ cũng muốn như vậy. Thứ nước Anh thì dĩ nhiên là nước Anh chưa có quyết định về đánh thuế digital tax, nhưng mà họ nói rằng là họ sẽ noi gương nước Pháp. Nhưng mà bây giờ nước Pháp rút lui rồi, và nước Anh thì chắc họ cũng có thể phải rút lui theo với nước Pháp cho luôn, bởi vì đằng nào nước Anh cũng thân với là Hoa Kỳ hơn là nước Pháp. Dạ vâng. Thưa quý vị, trong khi đó thì tại Hoa Kỳ cũng không kém phần sôi nổi trong cái vấn đề mà luận tội và truất phế Tổng thống Trump. Thì trong những ngày vừa qua,
bên phía của đảng Dân Chủ là bên công tố đã đưa ra tất cả những cái điều mà họ cho rằng là Tổng thống Trump đã lạm quyền và cản trở quốc hội, luật pháp trong cái vấn đề mà ông đã có tạo một cái sự ảnh hưởng đối với lại Tổng thống của Ukraine để rồi yêu cầu ông này phải điều tra cha con của ông Joe Biden để tạo ảnh hưởng trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Thì thưa quý vị, bắt đầu bên phía của Tòa Bạch Cung sẽ đưa ra cái lời biện luận của mình để bảo vệ cho Tổng thống Trump, và theo như lời tuyên bố của cố vấn Tòa Bạch Cung và là cũng là trưởng nhóm luật sư để bảo vệ Tổng thống Trump, đó là ông luật sư Pat Cipollone, ông này cũng đã tuyên bố rằng là mọi việc đều đưa ra toàn là những cái lời mà phán đoán, không có một cái bằng chứng gì cụ thể cả, thành ra và Tổng thống Trump thì cũng không có làm gì sai trong cái hành động mà họ đã đưa ra cái lời tố cáo. Điểm thứ nhất là sau cái ngày đầu tiên mà nhóm luật sư biện hộ cho Tổng thống Trump, nhóm luật sư của Tòa Bạch Ốc, thì họ chú tâm tới phản biện lại những cái luận cứ mà bên phía Đảng Dân Chủ đưa ra. Và họ hứa họ sẽ không lấy mất nhiều thời giờ, tại vì họ đã nắm trong tay, nói ngắn gọn và trình bày, nói có sách, mách có chứng. Ngay cả cái lời của ông Adam Schiff là một trong những manager được cho là coi như là công tố trưởng của bên phía Hạ Viện, khi mà chưa đưa đến cái vụ bỏ phiếu luận tội đó, ông mở đầu để ông mở xin trình bày tại sao có cái phiên điều trần này. Ông đã cạo sửa cái lời Tổng thống Trump nói ở trong cái đoạn băng liên quan tới cái vụ thâu nói chuyện với lại Tổng thống Zelensky của bên phía Ukraine. Thì tụ chung, đó là cái lập luận rất vững vàng, nói có sách, mách có chứng của bên phía các luật sư của Tổng thống Trump trong vụ này. Anh cơ. Dạ vâng, thì dĩ nhiên là vấn đề luận tội và truất phế Tổng thống Hoa Kỳ là một điều quan trọng. Nếu như thực sự ra nó quan trọng thì mọi người đều, người dân người ta đều quan tâm, ai cũng quan tâm cả. Nhưng mà rõ ràng là trong cái vấn đề này không ai thấy quan tâm. Tin tức thì vẫn như thường lệ, không có cái điều gì rồi lên, chỉ có cái phía Dân Chủ, Đảng Dân Chủ là họ làm rất là rầm rộ. Họ thay 20 cái viết để mà ký tên, rồi họ làm những cái chuyện rất là ghê gớm. Nhưng mà thực sự ra thì cái đó là có tính cách bên ngoài, nặng phần trình diện màu mè hơn. Và cái điều quan trọng nhất là nhân chứng. Và cái nhân chứng chính á, tức là cái người mà thổi còi, thì họ cũng vẫn không dám đưa ra, chứng tỏ rằng họ rất là yếu trong cái vụ này. Thành ra đối với cái là luận cử của Tòa Bạch Cung, họ cho rằng vụ này không đáng kể, trước sau gì cũng đi qua thôi, bởi vì không có witness, không có cái chuyện gì quan trọng. Mới đây thì bên phía Dân Chủ họ cũng đưa ra một cái chứng khác nữa, đó là một cái lời trần tình từ ông John Bolton. Ông này là cái vị cố vấn của ông Tổng Trump. Thì ông này ông đang chuẩn bị ra một cuốn sách. Thì trong cái cuốn sách đó, ông có lược ra một số những cái điều mà Tổng thống Trump có đề cập tới trong cái vấn đề mà yêu cầu ông Zelensky điều tra cha con của ông Biden. Thì bên đảng Dân Chủ đang dọa là sẽ đưa cái đoạn viết này ra, mặc dù cuốn sách chưa có được xuất bản. Nhưng bây giờ họ xin phép được rồi, thành ra là họ có thể tìm cách để đưa ra trong cái phiên luật tội. Cái điểm cũng nhiều người nói tới là cái sức thu hút của các khán thính giả truyền hình đó, nó không có gây cấn bằng cái vụ impeach cựu Tổng thống Clinton. Bill Clinton. Chỉ có hơn 1 triệu người theo dõi trong suốt một tuần mà bên phía Đảng Dân Chủ trình bày. Rồi ngày thứ bảy cũng vậy, lại càng thảm hơn nữa, tại vì cuối tuần người ta coi những chương trình giải trí. Thành thử ra cho nên ít người, không có thu hút được cái số lượng người coi. Anh thấy. Cái điều này mà sợ gì người ta biết được, thì bây giờ thời đại này là thời đại khoa học kỹ thuật, cho nên truyền hình bao nhiêu chuyện họ mở ra thì người ta đều có máy đo hết. Đó là có những cái người họ mang những cái máy đo, họ đi như khắp nơi. Cái người này cũng phải là cái người mà mang, nhưng mà cái người này là những cái người dân thường thôi, nhưng mà họ đã được assign để mà mang cái máy đó bên người, và cuối tuần thì họ đem về, họ để trong nhà, họ sạc điện thì cái máy đó nó tự động nó gửi về trung ương là có bao nhiêu người coi đài nào, bao nhiêu người coi cái đài. Khi họ đi tới cái chỗ vùng nào đó thì tự nhiên những cái tivi mở ra đài nào thì nó sẽ nhảy vào trong cái máy của họ để cho biết rằng là có bao nhiêu cái máy nào đang mở về đài nào. Cho nên con số thống kê đó phải nói rằng rất là chính xác. Như vậy thì coi như là cái cuộc dàn dựng của Đảng Dân Chủ không có thu hút mấy cái vấn đề mình quan tâm của ngay của chính bản thân mình, nên mình đã thấy rõ trước mắt. Không phải họ dàn dựng, tức là họ cố tình phá để vì muốn trong cái chuyện mà bầu cử năm nay, họ không thể nào dàn dựng được,
sự kiện có thật, nhưng mà thật bao nhiêu, có đáng để mà luận tội hay không thôi. Bây giờ chuyển sang một bản tin khác liên quan đến vào ngày mai, ngày thứ ba, thì Tổng thống Trump sẽ tiếp đón lãnh đạo của Israel, đó là ông Netanyahu, và cái người đang nắm chủ tịch của cái đảng đối lập ở tại đây, đó là ông Benny Gantz. Thì hai vị này sẽ được ông Tổng thống Trump tiếp đãi một cách riêng biệt, và cái chủ đề, cái nghị trình sẽ tập trung vào vấn đề cái lộ trình hòa bình cho Trung Đông, và đặc biệt là cái vấn đề giải quyết giữa cái cuộc xung đột giữa Israel cũng như là khu vực West Bank và bên phía của Palestine. Qua cái bản tin này thì thấy rõ đó là bên phía người Palestine thù Tổng thống Trump cũng như là chính phủ của ông coi như là tận xương tủy, bằng cách không thèm nhận 50 coi như là cái số tiền rất lớn để mà giúp cho họ có thể vực dậy bằng kinh tế. Có rất nhiều những cái lý do, tại vì Tổng thống Trump ra mặt coi như là binh đồng minh chính, cái thành trì cốt lõi của Hoa Kỳ ở tại Trung Đông để chống lại với thế giới Hồi giáo mà chuyên môn chống Mỹ. Ông rời thủ đô, rất nhiều những cái quyết định của Tổng thống Trump đã làm phật lòng những người Palestine, anh cơ. Dạ vâng, thì nhìn lại cái vấn đề mà người Palestine mất đất như thế nào, thì thưa quý vị, năm 1947, Hoa Kỳ cắt đất mà đã dành riêng cho người Palestine để mà thành lập quốc gia Israel. Đó là một chuyện người Palestine rất là tức giận, đất của họ bị mất và những người Palestine trở thành ra lưu vong. Một số người đi qua Jordan, đi qua những quốc gia lân cận để sống, và quốc gia Israel được thành lập sau khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt. Rồi khi mà thành lập được quốc gia này rồi thì trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967, người Israel mở một cuộc chiến tranh 6 ngày và phản ứng lại với cuộc tàn sát của phía Ả Rập. Cuộc chiến tranh 6 ngày của họ thành công, họ lấy luôn vùng Tây Ngạn, lấy luôn vùng Gaza và lấy luôn cả cao nguyên Golan. Rồi về sau thì cái vùng Tây Ngạn họ trả lại cho người Palestine, vùng mà những cái vùng khác, cao nguyên Golan họ chiếm giữ và họ sáp nhập vào đất nước Israel. Jerusalem, phần mạng đông, họ lấy luôn, rồi họ cũng sáp nhập vào đất Israel và họ lập thành ra thủ đô Jerusalem. Thì dĩ nhiên đó là đất của người Palestine từ xưa tới giờ. Người Palestine chống lại mà không được, và họ nổi dậy, họ làm đủ mọi cách và bao nhiêu cuộc thương thuyết từ đó đến bây giờ vẫn không có thành công. Thì đến bây giờ đây, các quốc gia trên thế giới đều phản đối, nhất là cái vấn đề Jerusalem. Họ coi như đó là một cái cuộc tịch thu lấy đất của người Palestine. Nhưng mà không có ai chống lại được Israel cả. Israel vẫn lấy đó làm thủ đô, và các quốc gia chỉ chống lại bằng cách rằng họ không công nhận cái thủ đô đó và họ không có đưa tòa đại sứ của họ về thủ đô, vẫn giữ tại Tel Aviv. Chỉ có một mình ông Trump là ông quyết định dời cái tòa đại sứ họ về Jerusalem và công nhận Jerusalem là thủ đô. Thì ông là cái nước lớn, Hoa Kỳ là nước lớn, cho nên sẽ có nhiều nước đi theo. Và cái điều đó làm người Palestine rất là tức giận. Và hiện giờ thì ông Jared Kushner, tức là con rể của ông Trump, và mọi người đều lập ra được một cái chương trình giải quyết hòa bình Trung Đông mới. Mà trong đó đó, nội dung của họ là họ sẽ hứa hẹn cho người Palestine một số tiền rất là lớn để mà mua luôn cái vấn đề những cái trại định cư của người Israel trên đất Tây Ngạn cũng như là trên dải Gaza. Họ sẽ tài trợ một số tiền rất lớn để cho những người Palestine công nhận cái lãnh thổ hiện nay như thế nào, là về cái phía mà người Israel đề nghị, tức là họ lấy tiền ra mua. Thì dĩ nhiên là người Palestine họ sẽ không nhận cái điều này. Thành ra báo chí cũng đăng một cách rất là thờ ơ về cái chuyện ngày mai. Ngày mai ông Trump sẽ đưa ra cái chương trình đó với là ông Netanyahu, và đồng thời ông cũng nói chuyện riêng với ông Benny Gantz để kêu gọi hai bên đoàn kết mà có thể lập được một chính phủ để cho ông Netanyahu được sống còn. Bởi vì nếu mà ông không sống còn được chức vụ thủ tướng thì ông sẽ bị đưa ra tòa và ở tù. Dạ vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp chúng tôi xin được loan tải một tai nạn phi cơ đã xảy ra vào sáng ngày hôm qua chủ nhật, phi cơ trực thăng. Và thưa quý vị, trong cái tai nạn đó có người 9 người đã bị thiệt mạng, thì trong số 9 người này có một ngôi sao bóng rổ, tức là basketball của Hoa Kỳ, đó là anh Kobe Bryant cùng với là người con gái của mình, đó là cô gái 13 tuổi thôi, là con gái của anh Kobe Bryant, cũng đã bị tử nạn trong cái tai nạn vừa mới nêu trên vào ngày hôm qua. Thì giờ đây hầu hết những giới yêu chuộng thể thao của Hoa Kỳ
Tại vì quý biết Hoa Kỳ giới trẻ và giới lớn tuổi họ cũng rất là mê thể thao. Thành ra anh này trong suốt 20 năm qua mà mang lại cho đội LA Lakers rất là nhiều những cái giải vô địch hàng năm. Thành ra là tên tuổi của anh cũng rất là sáng giá, và mọi người không phải Hoa Kỳ không, mà từ bên China, bên nhiều quốc gia mà yêu chuộng cái môn basketball cũng đều bày tỏ cái sự thương tiếc khi mà biết được tin vào sáng ngày hôm qua chiếc trực thăng chở anh và con gái cùng với là 7 người khác khi mà đang trên đường đến để tham dự một cái trận basketball do chính con gái của anh cũng sẽ có mặt đã bị rơi ở tại California, khiến cho anh và con gái của anh đã bị thiệt mạng. Anh Vũ Kim. Dĩ nhiên cái cuộc điều tra vẫn đang còn tiếp tục, nhưng mà những cái tin sơ khởi từ hôm qua cho tới hôm nay đó thì được biết đây là một loại trực thăng rất là tốn tiền và rất là tốt, chuyên môn bán cho những nhà kinh doanh, những người nổi tiếng và là triệu phú, tức là những high executive đi. Cái Skyscraper S-76B cũng chính ông cựu giám đốc của cơ quan an toàn giao thông của Hoa Kỳ NTSB cũng nói đây là loại trực thăng rất là bền. Thì về cái điều kiện thời tiết lúc mà phi cơ lâm trực thăng lâm nạn á, thì được biết là cái tầm nhìn nó xấu, trời bên Nam California thì đó là người ta cho biết là như vậy, và dĩ nhiên sẽ còn phải điều tra thêm nữa. Cái điều đáng nói ở đây đó, nếu chúng ta tin theo cái kiểu mà Acho Việt Nam, thì hai bố con, ngoài Kobe Bryant và đứa con gái 13 tuổi, cũng đều thiệt mạng. Hai cha con sanh không cùng ngày cùng tháng, nhưng mà chết cùng giờ, cùng năm và cùng ngày. Dạ vâng, chiếc Sikorsky này là thường là nó được chế tạo bởi một công ty của người Nga. Và cái chiếc này thì phải nói rằng nổi tiếng rồi, như anh Vũ Kiểm loan tin rất là nổi tiếng. Và trong cái vụ này đó thì những cái người chết còn có vợ chồng và con cái của, và một người con của huấn luyện viên của cái cô bé này, tức là huấn luyện viên của cái đội đội bóng mà đội cũng của chính cái cô gái 13 tuổi này, cầu thủ của baseball của SB ở Houston, và vợ cũng bị thiệt mạng. Họ đi qua đó thì họ chỉ dự một cái trận basketball mà thời tiết mù, nghĩa là sương mù rất là lớn, cho đó mà khi có vẻ tai nạn xảy ra thì do vấn đề sương mù không thi được. Dạ, con gái 13 tuổi được biết là coi như là cái người mà anh Kobe Bryant đặt rất nhiều những cái kỳ vọng, tại vì cô này cũng đang chơi basketball, và chính anh là cái người mà cũng là coach cho cái đội basketball của cô gái này, cô con gái của mình, và như vậy thì anh hy vọng rằng là cô này sẽ được vào trong NBA của women á để mà chơi trong tương lai. Thì anh đang đã đổ hết dồn công sức để mà luyện tập cho con gái của mình. Và giống như anh Vũ Kiểm nói, ngay tại thành phố Houston của bang Texas thì cũng có ba người. Đó là ông John Atoboli, ông này cũng là cựu về cái đội baseball rất là lâu US năm. Baseball. Đội và con gái của ông cũng là cái người cô gái cũng chơi cho cái đội basketball đó, cũng đi cùng cái chuyến bay đó vợ của mình. Thì hai vợ chồng và cô con gái của ông John Atoboli đó cũng đã bị thiệt mạng trong cái tai nạn đó. Thành ra là đây cũng là một tin buồn vào ngày chủ nhật vừa qua. Và cuối cùng thì thưa quý vị, không biết là Việt Nam cái vấn đề mà corona hiện bây giờ thế nào, anh Phạm Cơ, có mấy người đã bị nhiễm rồi, và bây giờ tại Đà Nẵng thì cái tình Nha Trang gì đó như thế nào anh? Hiện giờ thì nói chung là nhiều người rất là ngạc nhiên tại sao Bắc Hàn là một nước rất là thân với Trung Hoa mà họ còn giảm ra mặt chống đối người Trung Hoa bằng cách đóng cửa biên giới không cho người Trung Hoa vào khi mà cái vụ này nó nổ lớn. Nhưng mà người Việt Nam thì vẫn mở cửa biên giới, và thậm chí rằng là cái chuyến bay chót mà rời Vũ Hán trước khi Vũ Hán bị thách tọa, bị phong tỏa là đi tới Đà Nẵng chở 216 người Trung Hoa từ Vũ Hán, mà Đà Nẵng vẫn mở cửa đón những cái người này. Cho nên một cái trường cười họ viết trên Facebook, họ bảo rằng là tại sao chính phủ Việt Nam không đóng cửa đường biên giới? Thế câu trả lời rất là rõ ràng, họ đang tìm cho ra đường biên giới để đóng cửa mà chưa được. Tại vì đường nào cũng của nó hết, không bao giờ là đi theo Trung Hoa đến mức rồi bây giờ nước Việt Nam là thuộc về Trung Hoa rồi. Cho nên nhiều người nói một chuyện đùa khác nữa là Việt Nam sẽ đổi thành ra tỉnh Quảng Nam, bởi vì bên kia họ có Quảng Đông, Quảng Tây rồi, bây giờ có Quảng Nam là chuyện đương nhiên. Đúng. Thành ra đó là cái chuyện mà người ta nói về Việt Nam, bởi vì Việt Nam họ rất là sợ Trung Hoa, cho nên vấn đề mà chặn người Trung Hoa họ cũng không dám chặn nữa. Chứ đừng có nói rằng cấp lãnh đạo Trung Hoa họ đã sợ rồi, ngay đến người dân thường Trung Hoa mà bị bệnh mà họ cũng sợ nữa. Thành ra cái chuyện đó chuyện rất là xấu hổ. Và hiện giờ thì phải nói rằng là Việt Nam họ cũng là phong tỏa cái tin tức dữ lắm, thành ra những cái tin tức mà nói về bệnh tật ở Việt Nam thì mình cũng không có nên tin hẳn vào những cái lời tuyên bố của chính phủ Việt Nam. Nhưng mà sofa thì báo trong nước thì cũng đang tin ít nhất 8 người tại Khánh Hòa đã được cách ly, tức là họ đã bị phát giác ngay cái phi trường của Cam Ranh.
khi mà họ phát giác cái thân nhiệt nó quá cao, thành ra họ đang điều tra, cũng hy vọng là họ sẽ tìm ra được cái đợt biên giới để mà họ ngăn. Nếu không thì người dân Việt Nam sẽ khổ, tại vì người Bắc Kinh qua rất là nhiều, thành ra cái bệnh nó sẽ lan tràn thật là nhanh nếu không ngăn cản kịp. Và đến đây thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Chào Bình Minh sáng ngày hôm nay với anh Phạm Cơ, anh Vũ Kiểm và Quang Trương. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại trong chương trình Cà Phê Sáng. Cảm ơn quý vị. Là quà tặng cho Đức Giáo Hoàng và cựu Tổng thống Pháp KGC số 1 về nhân sâm thế giới. Syntronic cung cấp các nhà máy karaoke chuyên nghiệp, giá rẻ nhất Hoa Kỳ, uy tín chất lượng. 714-450-6666 syntronic.com. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết.